Bài số 8 là bài quảng cáo thương mại. Thì chúng ta xúc tiến thương mại bằng cách chúng ta quảng cáo thương mại. Các bạn biết là một cái kỳ hội chợ, một cái kỳ lễ hội thì thường thường các cơ quan truyền thông họ tập trung, họ đưa thông tin rất là nhiều. Thì các bạn liên hệ với những cái công ty truyền thông hoặc là công ty sự kiện đó, các bạn có các bản quảng cáo, các bạn có các banner, hoặc là các bạn được lên báo, lên truyền hình bằng cách các bạn tài trợ cho một cái chương trình nào đó trong hội chợ, hoặc là tài trợ chung cho các hội chợ, hoặc là những trường hợp các bạn đi ở một cái hội chợ lớn thì các bạn thấy ở ngoài hội chợ nó hay có những cái bảng banner rất là lớn quảng cáo, thì các bạn có thể là xuất hiện ở những cái bảng quảng cáo đó. Cái mô hình như vậy người ta gọi là mô hình quảng cáo thương mại thông qua xúc tiến và thương mại hội chợ.